Chào mừng các anh chị cùng quay trở lại với kênh của Điện Máy AHA. Kênh Điện Máy AHA thì chuyên giới thiệu và chia sẻ về các loại máy móc về chế biến thực phẩm, cũng như là các nồi nấu hay là các tủ hấp công nghiệp, tủ hấp đa năng, chuyên cho các quán ăn, các nhà hàng, các trường học và các nói chung là các nhà ăn tập thể. Thì video hôm nay Điện Máy AHA sẽ so sánh cho các anh chị hai loại nồi nấu phở sử dụng bằng điện và cũng như là nồi nấu phở sử dụng bằng ga, loại nào có nhiều ưu điểm hơn, loại nào có nhiều cái chi phí cao hơn, loại nào là dùng tốn tiền hơn. Đấy là một vài những cái nội dung ngắn gọn thì Điện Máy AHA sẽ chia sẻ với các anh chị trong video này. Thì nói sơ qua về cái những sự giống nhau trước của hai loại nồi nấu phở về dùng ga và dùng điện, thì về cấu tạo ngoại hình thì hầu hết như là hai chiếc nồi nấu phở dùng ga và dùng điện thì đều sử dụng một loại chất liệu chung, đó chính là bằng inox 304 cao cấp, chuyên cho các nhà hàng, khách sạn. Nếu như bên ngoài thì hầu hết chúng ta sẽ không thể nhận biết được ngay được là dùng ga hay dùng điện. Đấy là về cái cấu tạo ngoại hình thì hầu hết là giống nhau, và chất liệu inox thì cũng là có thể tính là giống nhau, nó chỉ có thể khác nhau là về cái phần nhiên liệu đốt thôi. Đấy, cái điểm giống nhau thứ hai nữa đó chính là cái thời gian đun của một mẻ đun linh xương bằng bếp bằng nồi nấu phở bằng ga thì cũng hết khoảng 5 giờ đun, trung bình khoảng 5 giờ đun. Đối với nồi nấu phở sử dụng bằng điện thì cũng sẽ mất khoảng 5 giờ đun, thời gian đun gọi là như nhau đó. Một cái điểm thứ ba đó chính là những cái nồi nấu phở dùng ga và dùng điện ấy thì hầu hết là đều rất là tiện lợi và dễ vệ sinh, là dễ vệ sinh rồi. Đấy, đấy là trên đây là có những ba cái điểm cơ bản mà hai chiếc nồi nấu phở bằng ga và bằng điện rất giống nhau mà Điện Máy AHA chia sẻ với các bạn. Về cái sự khác biệt là chính của hai cái nồi nấu phở bằng ga và điện thì chúng ta phải kể đến đầu tiên, đó chính là về cái phần năng lượng để đốt, nhiên liệu để đốt đấy. Đối với sử dụng ga, đối với cái những nồi nấu phở sử dụng ga ấy, thì đây như ở trên hình em đây, anh chị nhìn thấy đây. Đây là ví dụ người ta, các nhà sản xuất hay dùng cái loại họng đốt là họng đốt 5A1. Họng 5A1 như họng này thì bên em đã tháo chiếc kiềng ra rồi, và có thể rất dễ dàng khi chúng ta sẽ lùa vào trong dưới đáy của cái thùng nồi nấu phở như này, và chúng ta sẽ thò cái phần núm mặn này ra bên ngoài, thay vì chỗ này là các núm chuyển bằng điện thì nó sẽ là dùng cái núm bằng ga. Đấy, thì một chiếc họng bếp như này 5A1 như này thì sẽ đun cho một cái bộ nồi nấu phở như đây. Còn đối với những nồi nấu phở dùng điện thì chúng ta sẽ, Điện Máy AHA sẽ sử dụng những cái thanh điện trở như em cầm đây, có rất nhiều công suất khác nhau, từ 1kW, 2kW, 3kW, 4kW. Đấy, nồi cũng dung tích càng lớn thì chúng ta sẽ sử dụng càng nhiều thanh điện trở và càng nhiều công suất càng lớn, để làm sao mà cái tốc độ, cái thời gian đun sôi nó nhanh nhất, cũng như là nó phù hợp với lại cái công suất điện và cái điều kiện dùng của mỗi khách hàng. Thì em sẽ nói về cái phần khác biệt lớn này. Đối ví dụ, em ví dụ này, cái thiết kế của một cái họng bếp 5A1 như này, khi chúng ta đun cho một chiếc nồi nấu phở thì chúng ta sẽ ước tính rằng ví dụ một tiếng đầu tiên thì chiếc họng bếp này sẽ đun hết khoảng 1kg ga, đâu đó ngót 1kg ga. Theo như nhà sản xuất cái chiếc họng 5A1 này thì người ta đang thiết kế là một tiếng đun mắc công suất thì sẽ tiêu thụ hết khoảng 1,1kg. Ký ga là ga gia đình dân dụng chúng ta đang dùng ấy, hoặc là có thể những bình ga lớn thì em không nói. Nói chung là công suất là tương tự như vậy, là 1kg ga. Tiếp theo, 4 tiếng tiếp theo chúng ta sẽ tính trung bình là chúng ta chỉ sử dụng có nửa công suất thôi, 50% cái công suất của họng này. Thì ví dụ chúng ta sẽ là 4 tiếng mà nhân lên 0,5kg thì chúng ta sẽ được là 2kg nữa. Tổng thể này, anh chị này, một mẻ linh xương khoảng 50 lít thì chúng ta sẽ tiêu thụ hết khoảng 3kg ga. Đấy
Anh chị nhớ kỹ nhá, đây là 3 kỳ ga này. 3 kỳ ga mà nhân lên với cái mức giá ga hiện tại của tháng 11 và tháng 12 năm 2021 này đang ở cái mức là khoảng 100.000. Đây là nhá. Em nói là mức giá hiện trạng khoảng 100.000, tùy từng địa phương hay là tùy từng loại ga, nhưng mà xem khoảng tầm đó. Đấy. Nghĩa là em tính được cho các anh chị là nồi nấu phở 50 lít mình đun một mẻ bằng ga thì anh chị sẽ phải tiêu thụ hết khoảng 3 kg ga. Tính quy đổi ra Việt Nam đồng thì sẽ tương đương khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Còn đối với những nồi nấu phở sử dụng điện hay cái anh được chở như này thì em sẽ tính công suất cho các anh chị là như một nồi nấu phở 50 lít ở trước mặt các anh chị trên hình đây thì một tiếng chúng ta sẽ tiêu thụ hết tiếng đầu tiên để nó nhanh sôi thì các anh chị sẽ bật hết công suất điện lên của cả hai thanh nhiệt trở số 1 và số 2 như đây, chúng ta sẽ vặn hết công suất thì sẽ tiêu thụ hết là 4 kW điện. Đấy, em nói là 4 kW điện này, đấy là đối với tiếng đầu tiên khi chúng ta ninh xương nhá. Sau khi một tiếng đầu tiên nước đã sôi, cứ tính trung bình là một tiếng đầu tiên là nước sôi đi, thì sau đó thang tiếng thứ hai chúng ta sẽ vặn tắt cái trình nhiệt này đi, tắt cái thanh điện trở số 1 này đi, có nghĩa là chỉ còn một thanh điện trở hoạt động. Thì như thế là 4 tiếng tiếp theo chúng ta chỉ chạy có một nửa công suất thôi, có nghĩa là chỉ là 2 kW. Mà 4 tiếng mà nhân lên với lại 2 kW điện thì tổng thể 4 tiếng tiếp theo chúng ta sẽ tiêu thụ hết khoảng 8 kW điện, cộng thêm với một tiếng đầu tiên là 4 kW điện nữa. Tổng thể sau khi chúng ta ninh một mẻ xương cho nồi 5 lít này thì chúng ta sẽ tiêu thụ hết khoảng 12 số điện. Mà đối với giá điện hiện tại của Việt Nam khoảng của năm 2021 như này thì em tính trung bình là khoảng 3.000 đồng một số đi, thì 3.000 đồng mà nhân với lại 12 thì chúng ta sẽ tiêu thụ hết khoảng từ 36.000 cho đến 40.000 đồng cho một mẻ đun xương, ninh xương cho nồi 5 lít như này. Đấy, thì trên đây em đã nói về cái sự khác biệt chính của hai chiếc nồi nấu phở 50 lít sử dụng ga và điện. Nồi nấu phở dùng ga và điện. Và cái nói rõ hơn, phân tích rõ hơn về cái chi phí vận hành khi chúng ta đun một nồi 50 lít ninh xương như này là chúng ta đã thấy được rõ ràng là nồi nấu phở bằng điện sẽ tiết kiệm hơn khoảng 50% so với chúng ta đun bằng ga. Đấy. Thì trên đây em đã chia sẻ rõ ràng và phân tích rõ ràng cái chi phí cũng như là cái sự khác nhau giữa nồi nấu phở dùng ga và dùng điện. Các anh chị có quan tâm hay là cần tư vấn thêm về sản phẩm nồi nấu phở thì các anh chị cứ gọi điện thoại hai số hotline của Điện Máy AHA đây là 0981 532 232 và 0962 432 232 để được tư vấn cũng như là báo giá chi tiết về các loại nồi nấu phở mà hay là cũng như các loại nồi hấp, tủ hấp rồi nồi các loại máy chế biến thực phẩm khác đang được Điện Máy AHA cung cấp rất nhiều trên thị trường. Thì cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh cũng như theo dõi kênh của Điện Máy AHA. Cảm ơn các anh chị.